tuổi của anh Duy cao hơn độ tuổi quy định 1 tuổi, ban tổ chức đành phải đặt tên hai bạn ra khỏi bước nhảy Việt Tin. Nhưng chắc chắn, Phương Linh và anh Duy vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Con trai Latin là phải nhuộm da hoặc là phơi nắng. Và em đang ở cái độ tuổi phát triển cơ thể, tôi muốn thấy cơ ngực. Mà chưa có cơ ngực, chưa có cơ vai thì bận cái áo nhờ che cho tôi sao mà nhìn y như là cái môn giải phẫu cơ thể học thôi hả? Tại vì quan niệm của họ về nhảy nói chung cũng như là hip hop nói riêng là họ chưa có thay đổi được cái quan niệm không có tốt về nó. Cái chất lượng cuộc thi buổi sáng hôm nay tôi cho rằng vì tỷ lệ cái trình độ của các bạn thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh cao hơn các tỉnh khác. Các em đã kinh qua chinh chiến. Và thậm chí tôi biết có một số nhóm là ban chuyên nghiệp. Năm ngoái em là thành viên và cũng là biên đạo chính của nhóm SB. Nhưng năm nay em sẽ không thi nhóm và em sẽ là thi cặp. Năm nay em sẽ là vừa nhảy hip hop nhưng mà đa thể loại khác. Và đây là một nội dung rất là cơ bản. Đó là nội dung chỉ nói về và một người bảo vệ là một nữ tướng cướp. Phải khẳng định bản thân mình để lọt vào vòng trong. Về nhận xét của ban giám khảo thì kêu tụi em diễn quá. Anh thích diễn mặt. Mà cái kiểu diễn mặt của tụi em là over quá. Em cảm thấy cũng đúng. Bởi vì em có tật là khi mà máu quá cũng không kiềm chế được bản thân. Thường là em nhảy lực 200